Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Trong xe anh nổ to. Cái bô nó gãy. Gãy bô hả? Hoàng Hiền đang cùng với này anh Sính. Đấy, chồng của chị Ngọc. Hôm nay thì hai anh em thì vào thăm em gái của nhà anh Sính. Trong bản lá nhờ. Bản lá ở Thần Sa, huyện Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên. Đấy. Nói sơ các bác một chút là về nhà anh Sính này thì có hai anh em thôi. Đấy, bố mẹ thì mất rất là lâu rồi. Từ lúc thì hai anh em thì mới có 10 tuổi thôi. Đấy. Và em gái thì anh ấy là lấy chồng ở trong bản lá này. Anh ấy thì ở ngoài nhà ngoài này. Từ đây vào bao nhiêu xa nhỉ? Từ đây vào đây 6 cây. 6 cây à? Em gái anh Sính này thì là anh ấy chia sẻ là từ lúc bé đến lớn thì không sao. Nhưng mà khi mà lấy chồng xong một cái thì là bị mắc cái bệnh là khô da nhỉ. Nên là người rất là yếu. Một năm thì có đến 2 đến 3 lần là bị khô da như vậy. Thế là nó cứ bong da ra. Bong da. Đỡ đi. Đỡ rồi da lại bong tiếp. Nó bong một lần bong thì khoảng bao lâu? Một lần bong ấy thì nó phải tháng. Một tháng à? Một nó tháng. Bong hết. Bong hết. Có lần nó còn bị tụt huyết áp nữa. Tụt cả huyết áp cơ. Cái bệnh ấy là nó giảm hết cả huyết áp đi. Vào viện mấy lần rồi. Không chữa được à? Không chữa được. Cứ về lại bị. Cứ về là bị đi soi bác sĩ bảo chỉ bị ngoài da. Chỉ bị ngoài da nhưng mà không phát hiện ra bệnh gì. Không phát hiện ra bệnh gì. Thế là nó bong ra nó mọc mụn à? Ừ đấy. Mọc mụn to hay mụn bé? Bé. Bé đỏ đỏ à? Mụn bé đỏ ấy. Nó có mụn nước không? Nó không có mụn nước đâu. Nó mụn khô, khô hẳn. Khô hẳn à? Ừ đấy. Khô hẳn. Xong rồi là... non bình thường? Ừ. Xong rồi nó lại ra da bình thường. Xong rồi... Một thời gian này... Thời gian lại bị... Lại bị ấy. Em bị suốt được... 6, 7 năm nay rồi. Có đây họ trồng cái gì đây? Họ chả biết họ trồng cây. Cái này nhìn lạ đấy. Đường này mới làm. Vào tận trong kìa. Đường này vào tận trong luôn. Xuyên vào thần thần san luôn à? Xuyên vào đường cái luôn. Cái to không kia? Đường này có nhà nước đang làm cái đường chính. Mới đổ đúng không? Mới đổ. Ai à? Trong này vắng đấy. Trong chỗ bản lá kia đó là người Mông à? Ừ, trong đấy là giáp người Mông. Người Mông hết. Ngoài này là hả? Bên trong đấy thì giao với Kinh thì nó nhiều. Có cả giao với người Kinh à? Ừ. Nhưng mà khu của nhà anh này là toàn Mông đúng không? Ừ, khu nhà anh này toàn Mông. Mỏ chi thì có anh bao nhiêu hộ? Mỏ chi á? Hết là hình như là 300 mấy hộ. Toàn Mông hết. Toàn Mông. Đục nhờ. Đây nó làm gì nó dạy. Nó đang làm đoạn đường này. Con này mới đổ ở đây à? Mới đổ ấy. Nó đang đổ le. Ui dồi. Ai nó đổ dưới này trước à? Đổ dưới trước nó mới đổ mặt đoạn này nó hay lở đúng không? Đấy, nhà ông Sính mà có tiền cái chỗ bờ nhà anh, đất nhà anh ấy. Đổ như này nhờ. Đây nó có xây hay nó chỉ đổ thôi? Đây là nó đổ thôi. Mỗi đổ đúng không à? Nó xây ở chân dưới rồi. Xây ở chân dưới không đổ? Ừ. Nó xây một lượt cao. Đây họ còn đâm vòi để nước nó ngấm nó chảy ra được này. Đây là đoạn này đoạn ngã ba Thần Sa đúng không? Ừ. Đi thẳng đường trên này à? Ừ, đi thẳng. Đây nó buộc thép này, buộc sắt này. Đổ. Đường này vào Thần Sa, một đường bên kia là vào trong Thượng Lung đúng không? Ừ, Thượng Lung Sảng Mộc.
Hoàng Hiền mua đồ ăn, hai anh em vào nấu cơm, ăn cơm cùng với lại gia đình nhà em gái ruột nha các bác nha, của anh Sính ở đây, nhà có hai anh em, bố mẹ thì mất lâu rồi. Thế là đợt cái em gái anh lấy chồng này có cưới không? À, không. Không cưới á? Thật đâu mà cưới. Không cưới hỏi gì? Cưới chỉ ăn hỏi thôi. Ăn hỏi à? Ừ, ăn hỏi. Thế mang bao tiền? Rẻ thôi, 6 triệu. Mang 6 triệu à? Ừ. Mang cái gì nữa? Chỉ có 6 triệu với tí sinh lễ thôi. Sinh lễ gồm những cái gì? Gồm với đồ đạc. Đồ đạc là những cái gì? Những cái đồ sử dụng trong gia đình ấy. Những cái đồ sử dụng gia đình á? Ừ. Kể tên đừng gọi những cái gì? Đây là những cái bát đũa này. Bát đũa này. Với chăn này. Chăn. Chăn gối. Đây là mang 6 triệu. Thế là coi như bán luôn à? Không, coi như đấy là cái để lấy cái tiền mua sưng lễ thôi, 6 triệu đấy mua sưng lễ xong là lại đưa cho em gánh. Mình vợ về đây. Ừ. À, nhiều thóc nhỉ? Ừ. Hai vụ à? Ui ôi. Nó là mu tre à? Anh Sính anh gặp người quen tí. Bên kia là vẫn bên đường mình đi đây đúng không? Bên kia là không có đường đi đâu. Bên kia là vẫn đi qua suối thế này. Ui mà nhiều nhà vẫn khổ đấy. Vẫn còn 3 nhà bên này. Bên kia là tách biệt bên kia à? Tách biệt. Người Mông à? Người Mông à. Nhà mấy thằng bạn kia nó chuyển nhượng cái đất, mảnh đất này. Mấy nhà kia anh có quen không? Có mà. Mấy nhà này quen đấy à? Quen hết. Vợ chồng trẻ à? Vợ chồng trẻ. Ba hộ à? Ba hộ bên đấy. Ba hộ. Ở bên đấy làm nương bên đấy à? Trời ơi. Giờ mưa lũ là cuốn trôi qua đây là không qua được. Mùa lũ là biển đập không đi được đúng không? Có bao giờ nước nó dâng lên mấy hộ một hộ đấy không? Không đến đâu. Chỉ đến trên này thôi gì? Chỉ đến trên gần đến chỗ mặt bằng thôi. Qua là đoạn suối dưới đấy gì? Ừ. Chỉ ngập hết cái đoạn này, mấy cái suối kia. Thế là bạn của anh cũng bằng độ tuổi của anh à? Ừ, bằng độ tuổi. Thế là trước ở đâu? Trước thì nó Tên Quang về. Cái nhà với Tên Quang à? Nhà với người Tên Quang. Người Tên Quang á? Ừ. Sang đây ở? Sang đây chuyển về đây ở. Mua đất ở đấy à? Mua đất ở đấy. Từ cái quả đồi vừa nãy có ba nhà kia sinh sống là quả đấy là trước bố nó chuyển về đây nó mua xong ấy, thì nó chuyển sang bên đường cái này thì nó bán lại cho mấy nhà bên đấy thì người Cao Bằng về. Ba cái hộ kia này của Cao Bằng. Còn mấy cái hộ mà anh vừa vào hỏi thăm phơi lúa là người Tuyên Quang. Người Tuyên Quang. Thế là trước mấy ông Tuyên Quang ở bên đấy xong thì mua bên này là bán cho họ bên kia. Thế ba cái hộ bên kia Cao Bằng là anh em với nhau à? Đúng mà. Anh em cùng dân tộc thôi. Cùng dân tộc à? Ừ, cùng dân tộc. Người Mông ấy. Bố mẹ nó có ở cùng không? Bố thì không còn nữa nhưng mà còn mẹ già. Bên đấy còn mẹ già à? Bên đấy còn mẹ già. Ba hộ. Có con cái hết rồi đúng không? Có con cái hết rồi. Cũng bé như con anh à? Bé hơn nhá. Bé hơn con anh cơ à? Ừ, thế là hàng ngày cũng làm nương ngô thôi. Chỉ toàn làm nương ngô với lại bên đấy thì đi làm cái gì có hai vợ chồng đi hết. Con cái ở nhà? Ở nhà với lại bà cụ. Ui rồi, đây nhà nào đây vẫn khổ này. Quen quen đây không? Có đấy. Con nhà nào mà che bàn đây? Bên này cũng che.
Nhà này hoàn cảnh như nào? Nhà này hoàn cảnh hai bố con. Hai bố con á? Ừ. Nhiều tuổi chưa? Hai bố con thì thằng cái nó hơn tuổi anh. Ờ. Đấy, 90. Bố nó? Bố nó thì cũng phải đến năm mấy. Ờ, nhưng có khỏe mạnh không? Khỏe mạnh. Khỏe mạnh à? Thế sao không làm được cách nào thôi? Thì nó cũng nhà này cũng mới chuyển về đây không lâu. Mới chuyển về đây á? À? Trước nó ở đâu? Trước thì cũng là người Cao Bằng. À, cũng Cao Bằng xuống đây à? À. Chuyển được đây thì có mấy hai ờ. Khu này toàn Cao Bằng chuyển về nhỉ? Toàn Cao Bằng chuyển về. Thế sao Cao Bằng lại biết thế này để chuyển về đây? Tại vì Cao Bằng thì làm đường dây thì nó khó. Nhưng mà làm sao biết ở đây là lại di cư đây mà không thì di cư nữa các? Có anh em ở dưới này. À, đã có anh em chưa? Có anh em ở dưới này. Giống như kiểu Võ Anh, người Cao Bằng gì à? Nó đi, anh em dẫn đi thoáng qua là chỗ nào làm ăn được với lại à, sống được thì nó lại di chuyển đi cho rồi. Cho xuống hả, đúng không? Ừ, cho xuống đây. Mua đất ở. Võ Anh trước là anh quen kiểu gì? Trước thì anh cũng về quê. Hồi đấy là vì trai trẻ ấy là về quê chơi ấy. Về quê vợ? Về quê vợ chơi nên là gặp vợ đấy. Quen ai trên Cao Bằng, lên Cao Bằng? Có chứ. Quen ai trên đấy? Ông bác của bên bố cháu ấy. Là ở trên Cao Bằng à? Về Cao Bằng, chốt Hòa An ấy. Hòa An Cao Bằng cơ? Ừ, Hòa An Cao Bằng. Xong rồi lên đấy gặp vợ ấy đấy. Thế tán gái yêu luôn à? Thế đợt đến lấy vợ là mất bao tiền? Lấy vợ là mất 12 triệu đấy. 12 triệu à? Không bà. Sao nó đón về luôn? Đón về. Có cưới không? Có chứ. Có cưới à? Nhưng mà bên mình thì không. Mình không nhưng mà cưới trên trên kia. Cưới trên kia. Thế là anh ở trên đấy luôn. Về đến nhà mình chuẩn tổ chức nhỏ nhỏ đó thôi. À, thế là đến đây đâu 12 triệu mà lấy vợ? Lúc đấy á? Hả? À. Lúc đấy là cô bác ở dưới này giúp đỡ mình lấy vợ đúng. Cô bác giúp tiền cho à? Ừ, giúp tiền cho mình lấy vợ xong là lấy vợ xong hai vợ chồng mới đi kiếm tiền rồi mới trả cô bác bây giờ mới sinh. Thế có phải giả không? Có chứ. Giả hết chưa? Giả hết rồi. À, có nghĩa là họ cho mình mượn thôi. Ừ, cho mình. Còn về làm vẫn phải giả. Ừ. À. Đang ghét nhờ. Thế thì vợ anh thì anh mang tiền đang hỏi cho bố mẹ vợ thì bố mẹ vợ tổ chức đám cưới. Tổ chức đám cưới không về thì vợ anh hiện tại phải làm để... À chỗ này chỗ thần xa đây phải không? Đây là thác thần xa đây đúng không? Chỗ này là mưa là nước nó chảy xuống đây rất đẹp nhờ. Đây các bác nhá, thần xa nổi tiếng ở Thái Nguyên này. Đấy. Thác mưa rơi đúng không? À, mưa là nó trên đỉnh núi nó tràn ra khu này, nó chảy ra những cái thác cực đẹp ở khu này. Đấy, các bác còn lên mạng các bác đánh thác mưa rơi ở thần xa Võ Nhai Thái Nguyên thì chính là khu vực này đấy. Đây à, nghèo hút đấy nhở? Sắp đến chưa? Sắp đến chưa? Sắp đến rồi. Sắp đến rồi à? Gần đường cái này không? Phải gần đường cái thôi. Gần đường cái này à? Nhưng mà đi một lúc. Đi một lúc à? Đi vào trong này thì nó vẫn còn một cái suối. Suối gọi là cái suối Tiên. Suối Tiên á? Chỗ thác 7 tầng đấy thì. Đấy cái thác 7 tầng. À. Nhưng mà anh có đi lần nào đâu anh nhận việc. À. Đấy là họ đi vui chơi, họ tắm táp thì họ hay đến cái chỗ đấy. Nó mát. Là cái khu du lịch thì trong đấy. Cái ngày lễ 2 tháng 9 thì anh em nó hay đi ra nhiều. À, lễ đi đâu? Đây là trung tâm xã. À? Ừ. Đó là xã là nào? Xã ở đấy kia. Lợn trên à? Lợn trên cổ. Đây trường học đây à? Cấp 1 đây, cấp 2 đây. Đây là cấp 1. Cấp 1 á? Cấp 2 đâu đoạn nào? Tần hạ sân xa này có cấp 2 không? Chắc còn điên cấp à? Chậm 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 thế này. Chưa
trường phổ thông dân tộc bán trú trung cơ sở, trung cơ sở Thần Sang. Con em dân tộc ở đây. Đây là trung tâm nhất ở đây nhỉ? Cầu này sang đâu đây? Cầu này sang bên nhà trường. Bên kia à? À, nó bên này à? Có mỗi đường cầu treo thôi à? Mỗi đường này là đường phía kia. Đường ngầm kia gì? Đường xã thì ở đây. Đầu tiên mình vào đây nhé. Cần xa quá nhai. Đang tiến thẳng vào bản Lá các bác nhỉ. Bản Lá này các bác vào cái độ tuổi mà tầm bây giờ mà tầm 60 tuổi, 50 60 tuổi là nhiều bác là biết khu vực này. Ngày xưa là hay làm vàng ở trong này, trong bản Lá. Nổi tiếng ngày xưa. Rồi tụ tập rất nhiều các ông bác từ nhiều nơi. Đến đây. À, đây qua ấy ạ. Đoạn này mà nước to làm sao mà đi được? Nước to là lại đi cầu treo. Lại đi cầu treo chỗ trường học kia đúng không? Chạy bên kia. Cát sỏi hôm nay có đắt không? Anh cũng hỏi. Không hỏi à? Đây chắc người Tày hay sao? Ở đây là người Tày. Người Tày đúng không? Tày đánh kinh. Kiến trúc nhìn nó khác ngay nhỉ? Nó chỉ được tập trung chung khu này được. Wow, lần này view đẹp đấy. Dạ. Yeah. Này có cái thung lũng rồi trồng lúa đẹp thế. View đẹp đấy. Bạn người Tày. Nhà sàn. Nhà này đều có điều kiện hết đấy. Nhà này mấy chục năm rồi. Gỗ kiểu gỗ lim không nhỉ? Là nghiến. Lim nghiến nó chắc. Nghiến thì chay. Chay à? Hay chắc ngày xưa họ lấy ở trên rừng đúng không nhỉ? Để họ lấy trước rồi. Do làm gì còn? Còn thì cũng cấm khai thác hết rồi. Còn thì không được khai thác. Đúng rồi. Rồi cũng xa phết rồi chứ. Có đến chưa? Đi hết đoạn này. Bao nhiêu cây đó? Đi hết đoạn này tầm 2 cây. Mua nhiều à? Mua cái này trong này đi phóng nhanh. Chạy bạn đi độ bắt cua ác nhỉ? Đi giữ đến độ an toàn. Xóm Trung Sơn à? Xã Thần Sa, xóm Trung Sơn. Một bản Lá nữa cơ. Trong này là họ có ruộng cấy này. Cái thùng lũng ở dưới này. Cấy được luôn. Năm nào họ cũng cấy đều. Đây chắc năm họ làm hai vụ chứ. Năm làm hai vụ. Thoải mái thóc. Khu này có máy đặt vào thế này. Đặt máy cấy
họ có điều kiện là phải có đất đai để canh tác, cái điều kiện nó canh tác nó cũng thuận lợi. Wow, view đẹp đấy. Bây giờ tiên cảnh trần gian nhá. Được đấy. Bây giờ lúa đẹp nhá. Wow, lúa đẹp thế. Thoải mái không? Toàn nhà sàn có điều kiện nhá. Đẩy ra bạn đấy. Wow, view đẹp rồi, view triệu đô. Bây giờ trước là họ mở cái đường này đi vào cái bãi vàng này, à, cái con đường này làm vàng nổi tiếng nhỉ, Thái Nguyên. Qua vách đá mát nhờ. Mặt nẹt mà. Ai chờ. Để vào cái tháp này sớm. Đây tháp bảy tầng nó đi vào đây à? Đi vào được này. Đây thẳng đây. Đây biển ở đây. Qua đấy họ thu vé không? Nó chỉ thu vé xe thôi. Vé gửi xe thôi nhỉ? Lên dốc cao à? Không, dốc này thấp. Lấy nhà. Nó làm hai cái chạm, một chạm phải đi đường trên này. Đường này đường đúng không? Một chạm đi đường trên. Thác 7 tầng, tầng xa có nhai đây đúng không? Xong này. Đi mất nửa tiếng rồi đấy. Qua là đấy nào? Qua là này là đấy. Đây là cái đoạn dốc con đấy là được cái vé ở bên trái. Qua trong này là ít ruộng cấy ở nhờ. Lại toàn núi à, trồng ngô. Trong này họ có nuôi dê không? Trong này thì họ không. Không à? Ừ. Châu rồi à? Châu với bò. Anh có nuôi dê bao giờ chưa? Anh chưa. Chưa nuôi bao giờ à? Chưa nuôi bao giờ. Mà cho dê nuôi được không? Giờ cho dê thì nuôi được. Nuôi được à? Lấy cỏ, lấy lá xoan này. Ừ. Cây rừng à? Ui, đoạn này lại view đẹp vào. Đây chắc vẫn người thầy chứ? Con này view đúng là triệu đô nhỉ. Wow. Oh, đẹp chưa? Tiên cảnh. Trồng mía, anh Long. Nhà sàn con lửa dưới xây lửa trên là gỗ. Xây lửa. Thái Nguyên của anh nhá. Thần xa có ngày Thái Nguyên. Đang đi vào bản lá. Bản mốc. Trường mầm non thần xa. Nó ra xa.
chưa có làm ở nhà này ác ấy nhờ. Tiêm tiêm nhiều gỗ lắm nhờ. Ô, còn ở dưới thung lũng nhờ. Đó vào chỗ nào? Trong thung lũng kìa. Bên 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 kia. Từ đây vào xa không? Đây rẽ rẽ đây à? Ô, không phải chỗ này à? Đây là bản lá rồi à? Đây chưa phải bản lá, bản lá trên kia. Lên trên kia còn có đi thế và bản. Thế em của anh là đây là bản này là bản gì? Bản này là Ngọc Sơn. Ngọc Sơn 1 đấy. Ngọc Sơn đó. Ngọc Sơn 1 à? Thế là xóm Ngọc Sơn 1 à? Chưa chưa phải bản lá đâu gì? Gần gần bản lá này à? Gần bản lá. Nhưng mà vùng này nó có đất đai để cấy nhỉ? À, trước là bản lá nhưng giờ tách ra. Bởi bản lá trước nó rộng quá đúng không? Ngoài này là người Tây à? Ngoài này người Tây. Đây, nhà này xây được ở nhà ở đây. Ở nhà này trước bị cháy. À bị cháy à? Ừ. Nhà sàn hay nhà gì? Nhà sàn. Nhà sàn nó cháy á? Không phải tự xây lại à? Xây lại. À, được hỗ trợ thế này nhà tình nghĩa gì cháy xong là nhà nước hỗ trợ thêm tiền, hỗ trợ thêm cùng với gia đình nhà làm. Ai à, gần đến rồi đúng không? Em gái anh nhà có ba con à? Đứa lớn nhất học năm mấy? Lớn nhất là đi lớp 1 rồi. Lớp 1 à? 6 tuổi à? 6 tuổi à? À. À, à. Lên núi à? Trong này có nhiều hộ không? Trong này hình như là mười mấy hộ. Mười mấy hộ à? Thế là vào bản gì á? Vào bản đấy. Bởi vì là họ, bây giờ họ ở ngoài cái thấp kia điều kiện nó mới thuận lợi. Trong bản này là người Mông ở trên cao mà. Bản này trước nó ở trên lũng thì nó mới di rời về đây. Lũng nào? Chả biết cái lũng gì ở tít ngoài đi là kiên tỉnh rồi đi vào trong. Thế à? Ừ. Nó mới di rời đây á? Ừ, mới di rời về đây. Về sau mới di rời. Đường bê tông này đổ lâu chưa? Đường bê tông này vừa đổ cách đây không lâu. À, ở đây hộ đầu tiên này rồi. Ừ. Đâu đến chưa? Tít cùng đó. Trong cùng à? Ở nhà anh ở sau dựng gỗ như này đúng không? Ừ. Cũng làm bằng này à? Hay rộng hơn? Rộng hơn tí à? À, trong này lại cấy được. Dạ. Ui dồi, view đẹp nhá. View đẹp hết rồi này. Này cũng đất đai trong trọt được hết nhỉ? Cây mông hết à? Đây là ruộng hay là ruộng của người Kinh á? Cây người Tài à? Kinh Tài. Cái người Mông không có ruộng à? Người Mông có đấy. À, bởi vì là mấy anh Mông là di cư hay là mua đất cái thứ là ở đây thôi, chứ còn ruộng là mua thì mua được ít. Chưa đến cửa? Đâu? Nhà nào? Nhà con ở dưới kia, giữa. Nhà ở giữa con kìa? Ừ. À, cái nhà bố mẹ đâu? Bố mẹ đấy. Bố mẹ chồng ở đây à? Ôi à, trường ruộng bậc thang đẹp nhá. Bây giờ ví dụ đẹp đấy. Ở đây mà có ruộng có thứ làm thì có thoải mái thóc lúa chăn nuôi nhờ. Đấy, lúa nương đẹp không? Ôi à, khu
này là ông, nhà ông này có mấy người con ở đây hết đúng không? Một thằng con trai thứ hai là nó ở ngay đầu này. Đoạn này nước sẵn rồi nhờ. Dòng nước về tận nơi. Đây thì nhà bố mẹ chồng đây thì. Bố mẹ chồng nó có 3 người con à? 4 người con trai. Để xe dưới này à? Cho chỗ mát. Anh xây thịt đi. Xây thịt chân măng. Thôi cho gọn cho người ta đi. Đi được không? Ít người đi lại. Cũng xa vết đấy. Không phải chục cây đấy. Nhà anh vào hơn chục cây. Hôm nay chắc ở nhà. Có nhà không? Có. Đây nó bao gì mà nhiều này. Hả? Ngô á? Ngô sao phơi cả bẻ à? À trên nương kia gì? Thì kia vẫn còn đầy đây. Bạn này cũng biệt lập gì á? Đây vào ngõ cụt hết gì á? Wow. View đẹp đấy. Đây à? Bên này là nhà anh trai à? Ông chú à? Nhà đây. Đây hai vợ chồng đây. Các em tên là gì? Hả? Tiến à? Vợ tên là gì? Hả? Hương à? Nước này là mình dòng ở đâu về? Ra trên kia về. Có xa không? Dẫu phải dòng sao? Trăm mét à? Nên là nước cứ chảy suốt ngày đêm ấy nhỉ? Nhà là có mấy con bò? Một đôi mẹ con. Bò hay trâu? Bò. Bò hả? Ông bà cho à? Thế là sáng nay hai vợ chồng làm gì? Xem bò trên đúng á? Kiểu như mình nhốt mình san thả. Lâu lâu đi xem một lần. Vợ tên là gì? Tên Hương ạ. Hương. Vợ là Hương. Xong rồi cho con. Thế nào thì vẫn thả ngoài kia à? Rồi. Anh vào đấy lấy thịt. Lấy thịt ra rửa, lấy măng ra thái. Sao tóc đỏ đấy? Hả? À? Nhuộm à? Hả? Nhuộm đỏ đấy. Vào nhà mình đây là hết rồi đúng không? Hết rồi. Vòng kia là quay lại đúng không? Em đã bao giờ đi qua cái núi này chưa? Đi rồi á? Thế là sang bên kia là sang đấy ở đâu? Bên kia rừng thôi mà đi vòng lại thì sang bên Ngọc Sơn 2. Ngọc Sơn 2 à? Vâng. Thế hàng ngày em làm công việc gì? Nói chung là cũng không có cái việc gì làm, nói chung cứ cái gì mà ra tiền thì làm thôi. Chẳng có việc gì mà làm. Đi làm đi rừng à? Đi rừng. Đi rừng thì mình lấy phong lan à? Hay lấy cái gì? Trước phong lan lấy mà bây giờ phong lan nó rẻ quá. Thế giờ lấy cái gì? Biết lấy gì. Thế là ngày mình làm chăn bò mình làm gì nữa? Chăn bò trong về nhà ở thôi. Về nhà thôi. Thế là trước em hỏi nước mấy? Trước này hỏi lớp 3 ấy.
Cháu lên lớp 3 à? Ừ. Người Mông. Vâng. Vợ học lớp mấy? Vợ lớp 5. Vợ lớp 5. Rồi em biết viết không? Có mà. Có à? Biết thì biết, viết được mà. Ừ. Biết tính toán không? Có chứ. À. Anh Xính viết được không? Anh thì chỉ viết được tên thôi. Ký mỗi tên rồi à? Ừ, ký mỗi tên thôi. Cộng trừ biết không? Cộng trừ thì biết sơ sơ thôi. Tiền thì biết đúng không? Chỉ biết tiêu. Ừ. Nói chung là không có ai lừa được. Ừ. Nói là không ai lừa được đúng không? Anh trước nghỉ học lớp 2 xong là bố mất nghỉ học về giúp gia đình. Ừ. Thế nên hai vợ chồng là cưới được bao năm rồi? Cưới được vợ chồng ấy hả? Ừ. Chắc là tầm 8 năm. 8 năm à? Thế ra ở riêng ở đâu chưa? Dạ, ra riêng lâu rồi. Cưới phát ra luôn à? Cưới phát xong dạ. Năm nữa ra riêng à? À, bố mẹ dựng cho nhà. Ừ. Con là đi lên lớp hết à? Ừ. Ba đứa. Mấy trai mấy gái? Ba trai hết à? Ai à? Ừ. Đây là cái đất nó cũng rộng nhỉ. Thế cái chỗ này thôi. Chỗ này á? Thế cái sau này có phải của nhà không? Sau này là phải nữa. Không phải á? Đoạn trên này của thằng em xây. Trên này là nhà của rừng rồi. Nhà ai? Rừng rồi, cái đây mấy ông kiểm lâm ở thuộc rừng là rừng. Ngay ở trên này á? Ừ. Ngay chỗ đây. Ừ, cái chú mình ở đây còn phải thì mấy ông kiểm lâm còn phải làm dãy chim à. Mới được làm nhà ở ấy. Ừ. Không thì phải dỡ nhà đi. À. Thế là trên kia là đang là đất rừng luôn rồi. Đấy, rừng rồi. Thế là mình chỉ chạy trồng nhờ chuối thôi đúng không? Ờ. Không được phá đâu. À. Thế bên này có phải không? Bên này không phải đâu. Bên này cũng của họ ấy à? Ừ, bên này của mấy anh em tài rồi. Đấy, của người tài. Ừ. Thế là mình có mỗi đất ở khu này thôi. Ừ. Ừ, thế thì cũng hẹp nhỉ. Thế ruộng cấy em có bãi nào không? Chiếc con bà chỉ có hai đám bé. Hai đám bé? Ừ. Thế đang cây lúa à? Đang không đang dòng ngô thôi. Dòng ngô á? Ừ. Ừ. Không có bãi nào cấy à? Không. Ừ. Thế thì thóc gạo phải đong hết à? Mua hết à? Măng luộc anh ngoại cứ để đấy, để cả cái luộc bổ đôi thôi, bổ đôi luộc không tí mình thái ra ăn luôn không phải xào nữa. À, còn thịt nó cho luộc luôn. Đồ em cái anh ấy chứ em mang vo gạo đi, có gạo không, còn gạo không? À, mang vào nhà. À. Anh ngoại ơi, anh ngoại à, mang cái lồi đấy. Mang nồi rửa thịt. Ừ. Xính này là trên này thường thường là có hai tên. Xính là tên của người Mông. Đấy. Còn Hoài là người ta trước đi học người ta hay gọi. Không còn nồi nữa à? Thế mang cái bát. Bát nó trắng này. Cho thịt đó. À. Thế là có mỗi chiếc đất ở đây thôi. Đất đai không có vì là di chuyển từ Cao Bằng về đây. Chỗ này mà làm sao được cái nền nhà nữa nhỉ? Chuyển Hạ Sơn ra ngoài à? Chuyển sang vào đầu làng kia. À, mua đất ngoài đấy. Ừ. Có điều kiện thì mua đất. Anh đổ luôn cái nồi kia lên này. Đổ cái nồi cho nước mới này. Bây giờ là em gái đang không bị ấy nữa đúng không? Bây giờ nó vẫn bị như thế. Vẫn đang bị nứt á? Ừ. Chỗ nào? Vai biếc thì trong
Chân vẫn bị á? Bị đau xương, cái xương khớp. Đau xương khớp nữa à? Ừ, đau xương khớp cả ngón tay luôn. Ừ. Cái ngón tay, nhìn cái xương khớp ngón tay này là nó phùng lên rồi. À. Sưng lên. Ừ. Bỏ hết cho dựa, luộc hết. Cho bỏ dựa hết. Ờ, cho luộc hết. Rồi, nuôi mấy con gà á nhỉ? Chọi. Chồng nó thích quá rồi. Thích nuôi gà chọi à? Giống. Ừ. Con này có đá được không? Chồng nó có biết mang đi đá đâu, để thế. Nuôi chơi chơi thôi nhỉ? Để chơi nhỉ? Ừ. Ô đây gà đen à? Gà đen, cứ vẫn gà chọi hết đấy. Nhưng mà có phải gà đen người mông không? Không. Không à? Chân đen thôi đúng không? Chân đen đúng. Ừ. Gà đen là da nó phải đen hết rồi. Gà đấy quý. Đấy, nó dĩa rồi ạ. Ừ. Nó không còn cái nồi nữa à? Không còn. Thế anh rửa luôn cái nồi rồi luộc bố luôn đấy được. Đợi nó lấy kia đến bao giờ? Ờ, xuống hỏi nó xem. À. Nó còn cái nào? Ừ. Đấy. Ngoài nhà nó sáng. Đấy, trong nhà đây. Có ngô. Ít ngô. Hôm nay có điện. Trên này tối ngủ có phải đắp chăn không? Dạ. Tối ngủ đắp chăn không? Có chứ. Có à? À. Tối nó lạnh lắm ấy. Tối lạnh à? Ừ. À. Thế mùa đông nó lạnh nữa nhỉ? Ừ. Vợ nó sáng nay cũng đi chân trâu à? Cả hai vợ chồng đi á? Ừ. Chân mỗi trâu có làm cái gì không? Hả? À? Ừ. Em còn cái nồi nào nữa, bé bé nữa không? Còn lại. Đó, thế lấy để luộc thịt luôn. Kê bên gạch luôn. Đó, cho nhanh. Lấy cái gạch kê bên làm cái bếp nữa. Mấy cho củi thì nó cháy mất đấy. Lấy bên gạch. Hả? Mấy cái nồi đấy nó sập nồi rồi sao? Sập không? Ai à, củi này kiếm cho ở đây điệu bè à? Ừ. Chặt theo từng khúc này á? Ừ. Ai à? Đây là gỗ gì đây? Gỗ tạp thôi à? Ngươi đã khô chó đâu? Phải nó chết già. Chết già xong mình cắt à? Ừ. Loại này than đượm lắm anh nhờ. Nhiều chỗ là họ còn đốt cái này trong rừng. Trong họ lấy than cho bao họ đem mang đi bán đấy. Cái này vẫn có người làm đấy mà. Nhưng mà ừ. Mình
không gà. Sáng rồi. À. Thông cái mao lòn này. Ở không gà được có này. Nặng lắm các bác ạ. Nặng này chứng tỏ là gỗ này nó than nó cực cực bắt luôn. Than nó chắc. Ừ. Chứ cái này con lấy ở xa hay lấy gần đây? Xa ấy. Xa hả? À. Chứ đây đầy củi sao phải lấy làm gì? Ở đây nó cay tươi thì mình lại vào trong rừng kia. Ừ. Nó thấy là khoắc về. Ừ. Nó không vác cái bó mà lại cắt nhỏ này. Cắt này. À, điệu điệu đeo như hai bên đấy gì? Ừ. Thế này là vợ lấy hay là em lấy? Vợ lấy. Vợ lấy à? Ừ. À. À. Đây là tự khâu à? Ừ, tự khâu của chế này đấy. Thế ra bây giờ đang điệu văn đứt này không? Không đứt được. Cái bao này chết đi mua về thế nào mình nhìn máu mình làm theo đấy chứ. À. Có nghĩa là họ bà cũng bán cái này gì? Nên là mình về mình mà nhìn mẫu làm theo. Ừ. À nhỉ, nhiều đấy. Đây là tự bổ ra. Mang búa bổ. Mang máy cắt. À. Kiếm cái củi bé cháy nhanh. Bạn Hương này có nói được tiếng phổ thông không? Hả? Có. Biết nói không? Có. Nói được nhiều không? Ít thôi. Ít thôi à? Ừ. À. Thế là lấy chồng là ba con. Ừ. Con đầu là lớp 1 à? Không, con đầu lớp 4 rồi. Lớp 4, con thứ hai? Con thứ hai đi mẫu giáo. Mẫu giáo. Ừ. Con thứ ba? Con thứ ba cũng đi rồi. Cũng mẫu giáo. Ừ. Cách nhau mấy tuổi? Cách 2 tuổi à? Ừ. Ừ. Thế hàng ngày em làm công việc gì? Em đi chăn bò trong lũng. Chăn bò trong lũng? Ừ. Có vào rừng bao giờ? Không. Chỉ trồng đi vào rừng thôi à? Ừ. Ừ. Thế nhà em là có mỗi 2 bãi để trồng ngô thôi? Ừ. Không có bãi nào cấy? Không có. Ừ. Thế 2 cái bãi trồng ngô thì có đất nó có rộng không? Ừ, không rộng đâu. Hẹp à? Hẹp, chưa hết 1 cân ngô. Chưa hết 1 cân ngô, cả 2 bãi? Thế đợt đấy là bố mẹ cho hay là hai vợ chồng lấy tiền mua? Bố mẹ cho hay chưa có tiền mua? À. Trước là nhà là ở trên nhà chồng là bên Cao Bằng xuống đúng không? Hay là người đây? Chồng cũng trên Cao Bằng xuống nhưng mà không biết. À. Thế là cái em là bị khô da đúng không? Da là hay bị khô đúng không? Ừ. Ừ. Bây giờ có bị không? Bây giờ không. Bây giờ không bị nữa à? Vâng. Thế là thời điểm nào trong năm thì nó bị? Để lấy chồng bên này nữa là không bị đấy. À, là lâu rồi không bị nữa à? Vâng. Ừ. Thế sao ông Sính vẫn bảo vẫn bị? Vẫn bị đấy. Vừa khỏi. Nhưng mà vẫn bị nhưng mà tay chưa khỏi. Tay thì vẫn bị. Tay chưa khỏi đâu, tay chỗ nào? Đây. Đâu? Đâu? Đây á? Có mỗi chỗ này thôi. Có. Anh thấy nó bình thường mà. Ừ, không bình thường đấy, nhưng mà lúc nào đau thì nó sưng. À, nó sưng ở khớp bây giờ. À, nó có bị giống cái bã đậu vỡ ra không? Nó chỉ bị sưng ở cái khớp thôi. Ừ. Mấy này nó bị nứt ra à? Chỉ bị sưng thôi. Thế có đau không? Lúc sưng thì có. Lúc sưng thì có. Vâng. À. Kiểu giống giống gút nhưng mà... Ừ, đi hỏi thì người ta bảo là... Bảo làm sao? Chắc bị gút nhưng mà không biết. Chắc bị gút mà không biết á? Ừ. Thế em phải đi khám ở bệnh viện rồi gì á? Không. Hả? Chưa đi đâu. Ra viện khám bao giờ chưa? Chưa. Chưa khám bao giờ? Vâng. Cho nước nhá, cho nước vào đun đi. Thịt đâu rồi? Bát kìa. Dạ. À.
được cái đầu đấy, ổn đấy. Được không ấy? Ổn không? Kênh rồi. Hả? Cái viên đá nào cho vào? Đây này, viên đá này anh xính. Hả? Bên đây to quá không? Đây này. Cái bé này mẹ mẹ này. Đấy, bên đất này mẹ. Đây đi học ra ngoài kia xa phết nhỉ? Ừ, đây ra kia xa. Cơm nó cạn rồi chứ. Trên này họ hay quấn cái rẹ mà vung. Úi dồi ôi. Ông đánh đánh lại vung thôi. Để này ăn chết à. Đánh lại vung đi. Ừ. Cho dầu vào. Ngửa ngửa ngửa. Đấy. Ừ. Đấy cứ giải 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 dọc kia. Dọc kia cứ ngồi cho rộng. Nó thoáng mát. Ok. Dạ, chủ yếu trong ấy. Trong nó đóng bị đến đâu lắm. Ừ. Dạ. Đấy. Em xin nhặt mấy cái que bé bé này. Ngoài này. Nhặt mấy cái bé vụn vụn thả vào nhanh chị cháy. Được. Ừ. Cho thịt đây. Vẫn kênh à? Cho vào tí nữa. Đẩy tí nữa mà. Được không? Ừ. Được rồi. Cho này. Đây có rau gì không? Đây á. À. Đây thì không tí ngắt tí lá nó đủ. Lá nó đủ. Được, anh cứ thả miếng mà. Lá chanh thì chắc có. Thôi, chả cần đâu. Thế là mình luộc mà. Vung đâu. Tí nữa mình cho nó đủ luôn vào đây, nồi làm canh à. Tí cho nó đủ luôn. Ừ. Luộc không cho luôn đây. Đi anh em nó ngắt thì nó đủ. Ừ. Kệ, kệ, được rồi, đi. Lấy cái rổ. À, lấy rổ. Kiếm ít hoa nó đủ lá nó đủ. Bản này cũng thức dậy phát là view cũng đẹp nhỉ. Cái này nhiều hôm sương mù, cái này là mây bay kín luôn đấy. Đúng không?
Ui. Hòa đây. Này thuốc cực tốt đấy. Cây được kìa. Đây lấy luôn cái cành này. Cành dưới này không phải đừng chặt cây nó. Đây này, ngắt luôn dưới này. Đây anh chính ngắt dưới. Thuốc. Lấy cái nào nó non đấy. Ngắt cái non ở trên. Ăn kìa. Anh ngắt mấy cái non, ngắt hết cái non dưới. Ngắt mấy cái non này. Vợ em có đang có em bé không? Không có đâu. Không có đâu gì. Lúc để cái thằng thứ ba đó là thôi rồi gì? Triệt sản á? Ra viện triệt à? Thôi đừng chọc, thôi. Ngắt mấy được. Bởi vì là ăn cái đu hoa đủ này mà có bầu là nó không tốt. Kéo xuống. Cái lá này ngọn ăn ngon đấy. Ôi giật luôn à. Phí đấy. Chọc cái non hoa non, chọc cái hoa non chịu nó, cái non trên đấy. 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 Anh nhặt đi. Đầu đây em ơi, thôi. Này em lấy và ngâm với mật ong. Em vào rừng có hay kiếm được ong không? Không được đâu, trước đặt những ong khoái mà thích đấy bán hết rồi. Được là mang ra quán bán hết. Bao nhiêu hoa? Bạt ngàn. Úi giời. Vậy ngắt trước. Anh có ăn được cái đắng này không? Có à? Ui dồi. Từ hồi bé đã được ăn rồi. Bé được ăn rồi à? Trước ở trên lũng không có gì ăn đâu. Này với lại cái ốc hang ấy. Ốc đấy cực ngon đấy. Mùa này không bắt được đâu nhỉ? Mùa này không có mà ăn nữa chứ. Thế là mùa nào mới có? Mùa hè đó. Tháng mấy? Rồi, đầu tháng 5. À mùa hè à? À đầu tháng 2 bạn. À. Đó. Cứ tháng 4 tháng 5 ấy. Là có. Thì có đúng. Rồi bỏ. Đấy, đây này để đựng cuộn này này. Ngắt để này thôi. Đấy. Để nguyên hết được rồi. Đấy. Đắng. Đắng nó mới thuốc. Đấy. Thế là bỏ. Đang đói mà ăn cái này, hoa này vào mình đói á. Hả? Bảo lúc người đang đói ấy. Đói thì sao? Ăn hoa này vào nó cay bụng thế nào nữa. Cay bụng à? Điều hoa nhanh. Đói nhanh. Em vơi rác ở ngoài cho cháy nhanh. Cơm cạn chưa? Đâu đấy? Tưởng trên này phải nhiều củi nữa, trên này mới hiếm củi nhỉ. Khu này còn có nhiều củi hơn ở bên chỗ anh ở. Chỗ anh ở, nó còn để cả cuộng nữa đấy, để cả chùm đấy. Tí mình ăn các quả chùm luôn. Nhà em có nhiều gà không? Ít lắm. Bao nhiêu con? Có mấy con. Lấy cái đấy này, cái đấy này hết. Tước à? Tước à? Bẻ đôi tước cái đấy nó đi. Bẻ đôi ra. Tước đi, anh xính thôi. Đấy, tước như kiểu tước tao quý ấy. Đấy. Đây nó dính cái gì? Cái lá này em vặt đôi. Rồi, cái này tí rửa nhẹ phát được, người nó gãy.
Sủ thịt phát là cho vào. Chén luôn. Đây là Tết này cũng ăn Tết giống như mình đúng không anh? Ừ. Vẫn ăn như mình. Ăn mấy ngày? Ăn vào cứ nhà nào chuyện việc sớm thì ăn sớm. Bình thường là ăn mấy ăn? Chờ đến mồng mấy? 30. Mồng 1, mồng 2, mồng 3. Không ăn sớm thì ăn từ 25 đi rồi. Ừ. Tháng 5 ở lại không ăn nữa. Chỉ ăn dưới là 27, 28. À. Ngược lên. Ừ. Ăn trong vòng nhanh nhanh. Đây là cũng theo đạo tin này à? Vâng. À. Cháu tin này nhé. Rồi anh xin nhá. Được qua. Đây là gần được đấy, năm tấn đấy. Đũa đảo đâu vào. Trên này có nhà nào bán gà đen không anh Sinh? Hả? Nhà nào bán gà đen không? Đây á. Trên khu từ nhà anh vào đây. Từ nhà anh vào đây. Có nhà nào nuôi gà đen không? Không. Không có gà đen à? Không có gà. À. Gà ấy da nó đen hết này. Gà đen hết này. Mà lông nó vẫn gà bình thường chứ. Da đen hết, lông đen. Lông đen hoặc là đá tí vàng được nhưng mà nó là gà đen, da nó đen thế đấy này. Ừ. Thì gà xương đen hết. Ừ. Gà thuốc ấy. Mọi người đang liên hệ mua gà đen về nuôi quy mô lớn. Có một con mái nhưng mà chả biết nó đi đâu rồi. Mái đen á? Ừ. Bắt ở đâu? Dưới đầu làng. Đầu làng á? Có nuôi nhiều không? Như tôi nhà anh em xin người ta về. Nhưng mà nhà người ta nuôi bao nhiêu con? Nhiều lắm mà. Những gà đen hay gà gì? Gà đen. Gà đen á? Ừ. Nó có bán không? Biết có bán không? Không hỏi, biết không hỏi. Ừ. Tầm khoảng bao nhiêu con? Gà đen nên ít thì có á. Ít thì có à? Ừ. Nó hiếm nó mới là quý. Được rồi anh Hoài, anh Chính ấy. Không phải lấy nhiều đâu. Tráng qua nó không có sạn được mà. Cái hoa nở trước già quá. Ừ, được. Ninh nhờ đi chén. Chén hết. Bên này chế biến đi. Ừ. Cho lên luôn. Thớt này rửa chưa? Rửa rồi nhỉ. Toàn rừng. Xung quanh là rừng và rừng. À, bớt rồi Thái. Làm gì ấy? Anh nhiều. À ừ, lấy cái bé bé luôn, anh lấy một cái nó không phải vót nữa, hiểu không? Những cái bé bé nó. Cho vào đó, để muội tí muội thôi. Ừ. Ôi, em lấy, ui, mày đổ phí thế, mày chó hết rồi, chán hết. À, đây, đây vung không? Đây vung. Thôi măng thôi, nó măng. Ui, đuổi. Xiên đường ớt. Em bỏ quả ớt trong túi măng. Ừ. Con này nó chạy ở đây này anh ạ.
Có một canh không? Không có, có mình chín này. Có muối trắng không? Có. Rồi, mang muối. Ừ. Cho muối trắng vào cái bát bát con ấy. Ờ. Ừ. Không được, kệ nước ăn canh. Cơm vần chưa? Vần rồi đúng không? Ui dồi. Chị cháy. Ừ. Cái ờ, anh quay ngược cái phát. Rồi. Được rồi. Đây, đặt luôn đấy, xiên luôn. Cánh gắng. Dạ. À đi. Biết thái không? Nát mỏng không? Đấy, phổi ấy. Ừ. Mỏng à? Ở đây mà đi chợ thì ra tận đâu? Chợ thì phải ra tít tít chỗ anh ấy. Ra chỗ ngoài anh á? Ừ, ra chỗ. Thế chỗ ủy ban nó không bán à? Chỗ ủy ban không. Đây là chỉ có quán. Quán rồi đúng không? Hóa. Còn chợ là tận ngoài chợ cũ đường đấy à? Ừ, chợ là tận ngoài cũ. Vậy tít chợ là Hiền ngoài đấy. Ra là Hiền nó phải tầm 40 cây nhỉ? Ừ. Gọi sáng đi chiều về. Ừ. Thế thì có khi bao lâu đi chợ lần? Đi chợ bao giờ? Thì chắc phải lâu mới đi. Ờ, à, nhà có xe không? Có mà. Có để, có xe. À, xe để dưới kìa. Vợ biết đi không? Không. Không đi xe à? Xe đạp đi đâu? Không. Hả? Xe đạp cũng không. Xe đạp không đi á? Ừ. Em yếu đúng không? Xe máy là dắt là không được đúng không? Thế xe đạp mà tập đi bao giờ chưa? Ngã mấy lần. Ngã mấy lần à? Động rồi. Ừ. Nó động rồi con gì luôn. Hả? Sao ấy cứ tiếng ấy, thôi nó thơm. Ừ. Anh kết món ớt. Bọn trẻ con là tối mới về à? Tối, về đi cả ngày. Nhà này cũng đi cả ngày. Ừ. Đấy, cái nướng, cứ cho vào trong nướng than ấy. Cho than nướng cháy ấy. Ơi thẳng luôn. Cho giữa giữa tí. Ngồi cất. Cái đấy là bổ được củi đấy. Không có ra vọ à? Thôi, bổ vào tay. Ừ. Có cái rẻ nào anh mở cái vùng này xem được. Này. Bỏng. Bỏng ấy. Úi giời. Ai à. Mai mà đôi đũa này, em đặt vung này, đặt vung này. Mời đũa anh test thử bắn. Đó. Mang muối cho bát chưa? Đâu? À, thái muối đây. Thái muối cho vừa. Ngon không? Em có dí sát không xuống được? Ơ đi, dí sát trong than đấy, không phải cao đâu. Được rồi, cho đi. Đấy, thế cho nó nhanh. Nó cháy xẹm xẹm tí thơm. Ừ.
Ổn đấy, đắng lắm. Đấy, ông nào không ăn được đắng quá nào. Khá sợ luôn. Xem nào, thấy chưa? Đấy, cho tí nữa được đấy. Mày đưa nhìn cho, mày cầm đũa. Mày ra mày mang cái bát, bát muối. Cho xít tí nữa luôn. Rồi, khéo không? Bỏng đấy. Rồi, lấy cái gì dầm. Lấy cái chuôi ấy kìa. Lấy cái chuôi của cái dầm dầm dầm. Rồi, nướng phát thơm ngay nhỉ. Em đổ canh nhá. Đổ canh vào bát. Bỏng đấy, lấy cái rẻ. Thì bạn ấy có ớt này nó ổn nha. Vừa gia vị ngon rồi. Ăn uống thoải mái không no gì. Đúng không? Đúng rồi. Ở đây có bùa ngải gì không? Ở Hương? Không có. Không có à? Có ai biết làm không? Không biết à? Có nhà nuôi ma gà ma sói gì không? Không có à? Này toàn theo tin lành, đạo tin lành là không lấy như đấy đúng không? Kiêng nghệ cái gì kìa. Yên tâm nhỉ. Kiêng mỗi là rượu. Kiêng rượu à? Rượu là mới uống rồi. Dầm tí nữa cho nó nhỏ tí nữa ngon. Thơm. Rồi đấy. Đủ bát hết chưa? Đủ. Có hết chưa? Ăn cơm này. Mời tất cả các bác nha, ăn cơm cùng mấy gia đình nha, cùng mấy anh em. Rồi mời anh Chính nhá, mời hai vợ chồng Hương và Tiến à? Hương Tiến, Tiến Hương. Ok, ăn đi, mời hai vợ chồng nhá. Ok, ăn đi, chén đi. Canh đắng. Bữa này bình thường là ăn thìa hay ăn đũa? Hả? Hàng ngày ấy. Ví dụ ăn thìa. Canh đắng ấy. Nó gọi là canh đắng mà. Gọi canh đắng nó phải đắng. Thuốc ấy. Ngon. Một gần một găm. Vợ Tiến. Cắp cho vợ đi. Ăn đi phải ngại. Mấy anh em ngoài đâu. Chân của ông Xính sưng ngù em. Đấy mà anh nội bệnh nó bị nhiễm trùng rồi chết đấy. Suối nhá, đừng có nội. Vừa mua kháng sinh rồi ăn. Uống á? Cho nên là uống còn ăn à? Uống hả? Uống thuốc chứ? Uống thuốc là ăn. Là ăn thuốc. Ăn thuốc đấy. Thế uống nước thì gọi là gì? Uống nước là hầu. Hầu á? Nhưng mà hầu. Nói tiếng phổ thông là ăn nước à? Uống. Vẫn uống nhỉ? Uống. Có thuốc là ăn thôi nhỉ? Ăn với uống là cũng vẫn là thuốc với vẫn là cho vào mồm chén đúng không? Kiểu mình còn ăn xong để cho cái viên thuốc nó tan ra, nó vỡ vụn ra, xong là mình lại lấy thêm nước mình uống cho nó vào cái dạ dày mình tiêu hóa thì nó dễ.
Vậy cái thuốc nó tan nhanh hơn. Bạn này chắc chả ai nấu rượu đâu nhỉ? Không, bạn này. Đúng không? Bởi vì đây này có ai uống rượu đâu nhỉ? Nấu rượu thì anh em Tài mới nấu thôi. Ừ, Tài ở ngoài kia. Đây là cỗ năm cưới là nước ngọt hết đúng không? Toàn nước ngọt. À. Cưới là có mổ bò không? Không. Toàn lợn. Bây giờ ấy. Bây giờ toàn lợn. Lợn đấy à? Ừ. Ví dụ cưới mổ mấy con? Cưới thì bổ tùy theo nhà. Đông đông anh em với họ hàng nhiều thì nhiều thì mổ nhiều. À. Còn ít thì thường thường ấy chỉ toàn mổ mấy con? 5 con. 5 con à? Ai à? À, thằng nào đây? Bao nhiêu? Thằng này là thằng nào? Thằng em họ hàng. Gọi ăn cơm? Không ăn. Nó đi đâu? Hả? Không ăn đi rừng. Nó đi rừng à? À. Lũng. Lên lũng như kìa. Các bạn ấy mấy vợ chồng ấy ăn đi, ngại gì gắp chén ăn đi, ăn mạnh nha. Không ngại ra như mà. Gần rừng này con rắn nó có ra bao giờ hả? Con rắn nó ra đây không? Không có đâu, ít khi có đấy. Ít khi có à? Gặp con nào ra đây ngoài chưa? Không gặp đâu. Không gặp đâu à? Ừ. Đừng để sợ nhé, con rắn xanh. Ừ. Anh biết con này không? Anh biết. Anh đi nhiều cho anh biết gì. Nhưng mà con đấy ít khi nó về gần người. Ừ. Chỉ có mình đi nó thôi. Ừ. Mình đi và chạm vào nó mới cắn. Chứ còn bình thường nó gần nó cũng không, nó chạm nó chẳng làm gì đâu mà. Nó cũng chả làm. Ờ. Mấy đợt em vào quỷ mèo mới mang cùng mấy ông đấy đi gần nó luôn. Đấy, nhưng may mình chưa chạm vào nó. Nó vẫn cứ nằm ở cái cành cây nước nẻo nẻo. Nó nằm yên một chỗ ấy. Xanh muốt bằng ngón tay này. Màu nó xanh, nó xanh như kiểu cái này này. Ừ, xanh như cái lá ấy. Ờ, à, trong này. Đi không biết đâu. Ừ. Màu giống hệt lá luôn. Mà nó có hai loại nhá. Loại là đầu nó bé bằng ngón tay. À. Một loại thì đầu nó to. Ừ. Mà thân nó lại ngắn hơn. Lại đầu to nữa. Ừ. À. Loại đấy thì nó ở dưới vách đá. Ừ. Cái loại ấy nó chỉ ở những hòn đá nó cao này thôi. Ừ. Còn một loại xanh xanh, loại ấy bọn nó bảo là các ông bố nó bảo cái con đấy mới là có con độc nhất. Nhưng con mà nào? Con đấy là nó ở trên cây. Vẫn là con rắn xanh nhưng mà nó ở trên cây cơ. Có những cây độc cái gì? Ừ, con đấy là mệt độc nhất. Ừ. Còn cái con ở dưới chân, ở dưới thấp thì nó chỉ cắn xong là nó te bút lịt người thôi. Ờ. Rồi nó không làm người chết được. Ừ. Còn con chân nó cũng đau được mấy ngày, mấy tháng nửa. Còn cái con trên cây thì nó đứt ngay nhỉ? Con trên cây nó độc thôi. Tùa ấy nhỉ? Ừ. Cắp cắp cho vợ ăn đi, hay vợ chồng ăn đi. Đó. Ừ. Nó đấy. Nó thịt gọi là gì? Nò ngày. Nò ngày à? Nò ngày. Nò ngày hay ngay? Nò ngày. Nò ngày. Nò gì? Nò ngày. Nò cay. Nò cay. 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 Ngay. Rồi ngày cay á. Gay á? Cay. Gay hay cay hay gầy? Gầy. Gầy à? Gầy mới là ăn thịt. Lo gầy. Ừ, nò ngày. Gầy cái gì? Ừ. À, lo gầy ấy, vợ chồng. Ừ. Nò cơm là gì? Nó mỏ. Nó mỏ à? Ừ. Nó canh là gì? Hàu à? Hàu cua dâu. Hàu cua dâu à? Ừ, hàu cua dâu. Hàu cua dâu. Còn nước canh. Ừ. Nó gầy, nó dâu. Ừ. Nó mỏ. Ừ. Hàu cua dâu. Đang phải đổ. Đổ mấy cái món này thì ăn thì nó không phải. Ừ. Ở đây thì tối mà chủ nhật nó đi cũng phải đi sinh hoạt đạo đúng không? Ừ, bên này. Nhà đâu? Ngay bên này, cái nhà đạo. Ngay bên này à? À. Hàng tháng có được tiền không? Không, không được. Đúng. Không được. Rửa bát anh về nhá Hương ơi. Ờ. À. Ờ, mới chơi nhá. Ờ. À. Chào nhá. Ừ, ông hẹn hôm khác lên nhá. Ừ.
Mù chế nhỉ? Chế, mù chế. Mù chế à? À. Mù chế à, đi về. Ừ. Mù chế là gì? Mù chế. Mù chế là chỉ vô hại à? Mù chế chỉ vô hại. Không hiểu à? Còn mù chế là đi về. Ừ. View đẹp nhỉ? À. Anh xính chụp em kiểu ảnh đây. View này cái. À. View chấm hết luôn. Đây. Đây. Anh cầm máy quay. À. Đấy, tí anh chỉ ấn nút này phát là chụp luôn. À. Đúng đi bạn thôi các bác nhá. Ừ. Rồi, Hoàng Hiền đây. Rồi, ok rồi. Ok. View đúng rồi, chấm hết luôn. Đây. Đây bản. À. Vừa ăn cơm cùng vợ chồng nhà Tiến Hương nhỉ. Đấy, em gái ruột của anh Sinh. Bản lá là vòng vào trong kia. Bản lá vào trên kia một đoạn đấy. Cũng gần đến rồi đúng không? Gần đến rồi. À. Đỉnh đồi này, sang bên kia gì? Thế thì đúng là trước ở khu này là bản lá đúng rồi gì ạ? Chỗ này nhiều nước anh nhỉ? Chưa nhiều nước mà. Ừ. Này cũng có nước. À. Ừ. Anh quên cái mũ. Quên mũ. Ờ, như đấy. Mũ bảo hiểm mới chê. À. Cứ đủ xài thế. Núi có đẹp không các bác? Các bác thấy nó có đẹp không? Núi đường nhá, này. Dì án rồi, thiếp không? Dài như này. À. Đấy. Mùa vàng vùng cao nhá. Mùa này các bác đi vùng cao thì là sẽ dễ dàng bắt gặp những cái tràn ruộng bậc thang. Đấy. Và trên đó thì là có những cái dải lụa vàng. Đấy. Có những cái bãi lúa như này người ta được ví như là những cái dải lụa vàng vắt ngang trên khắp các cái bản làng vùng cao. Và cái không khí cũng như cái cảnh sắc thiên nhiên của núi rừng vùng cao vào cái thời điểm hiện tại thì nó thực sự nó rất tuyệt vời. Các bạn có thể quan sát đây. Cái khu vực này Hoàng Hiền nó cảm giác nó như kiểu là một mù căng trải thu nhỏ. Đấy. Hay là những cái tràn ruộng bậc thang ở trên Hoàng Su Phì Hà Giang nó cũng ở trong cái thời điểm lúa chín như này. Đó. Rất là đẹp các bác. Và thật là tuyệt vời nếu như vào thời điểm này mà các bác có mặt tại nơi đây để chiêm ngưỡng cái cảnh sắc thiên nhiên núi rừng vùng cao. Đây chỉ là một cái huyện vùng cao ở Thái Nguyên nhé. Đấy. Nhưng mà không khác gì như là trên Hà Giang hay là Mù Căng Chải Yên Bái hết. Đấy. Đấy. Trên những cái vùng cao như Hoàng Hiền đã đi rồi, Mù Căng Chải Yên Bái đi rồi, Hoàng Su Phì Hà Giang đi rồi. Đấy, họ cũng có những cái ngôi nhà thấp thoáng của bà con ở trên những cánh đồng lúa như này. Và trên đó thì cũng có những cái dải lụa, những cái tràn ruộng bậc thang vắt ngang chạy dọc. Đấy, những cái cánh đồng. Và ở trên đó là những cái dãy núi nó điệp trùng, nó cao như vậy. Đó. Thực sự là nó quá đẹp. Đấy. Đẹp nhá. Say đắm lòng người đấy. Và lúa chín cực đẹp luôn. Này còn được bao ngày nữa họ gặt anh? Đây á. Đó. Đây chắc hết tuần này không? Hết tuần này gặt rồi à? Cũng đang chín gần hết rồi nhỉ? Chín quá. Đây là cũng đây gặt tay rồi chứ? Gặt tay thôi. Vì chỗ này cao sao máy gặt được nhỉ? Đồ cái ruộng này nó chỉ rộng vài mét rưỡi. À. Nhiều nước. Dài. Đây nước đẹp thật nhá. Bác nào ở Thái Nguyên nhá, các bác muốn trải nghiệm lên bản cùng với Hoàng Hiền nhá, thì các bác có thể là liên hệ cho Hoàng Hiền theo cái số điện thoại Hoàng Hiền đang bắn trên màn hình là 0915 049 825. Đấy, đẹp chưa?
Ở đây mà họ phát triển hôm tây du lịch cũng ổn đấy nhá. Kiểu nghỉ dưỡng này, nó đẹp đấy. Mấy cái nhà sàn như này ngắm view đúng là chấm hết luôn. Wow. Hoặc các bạn có thể là kết bạn là Facebook với Hoàng Hiền. Nick Facebook là Hoàng Hiền luôn. Đấy, hoặc là Zalo ở Viber. Zalo thì Viber thì vẫn theo cái số điện thoại vừa xong. 0915049825. Cái bán này họ đang gặt rồi này. Ai à, họ tuốt luôn ở đây à? Tuốt luôn ngay đấy. Cái này họ tuốt bằng cái gì? Tuốt bằng máy. Máy máy nổ. Đầu máy nổ. Đầu máy nổ à? À. Ngoài là người sàn đấy, à người tay người mông. Mông hết à? Khu này mông hết. Kia có phải nhà không? Đây này. Kia là nhà của Tây ấy. Tây tròi. Tròi của người Tây à? Nhà kia view đẹp nhờ. View chấm hết luôn. Ai bà con, các bác đang gặt này. Chào các bác nhá. Họ xem bác gặt tí. Vô đẹp nhá. View chấm hết luôn nhờ. Ai à? Gặt cứ để đây trong thì ô này xanh thì các bác đã gặt rồi à? À bị bọ xít ăn á? À ừ, bãi nhà chú này bị bọ xít ăn này nhờ. Nhưng cái đen đen này là nếp đúng không? À vâng. Cái này xong cho máy phụt à? Xong cho máy phụt. Cứ cắt vứt giống như thôi. Phơi luôn ở bãi này. Xong rồi giải phơi luôn đây. Phơi luôn đây. Phơi đây không có sơn. Đây nhà chú này nhà gần đây không? Đây. Nhà đây luôn à? Ừ. À. Bốn con ở đây. Thế ruộng gần nhà nhỉ? View đẹp nhỉ? Chấm hết luôn ạ. Đẹp thật. Gắt này nhanh nhỉ? Chả phải bó, chả phải lượm gì, không phải phụt luôn. Chắc là chia từng nhánh nhỉ? Phụt luôn. Vâng. Chào các bác các cô nhá. Vâng, cháu Mù Chế. Mù Chế là hiểu nhỉ? Hiểu mà, Mù Chế. Mù Chế thì về. Ai dạ. Đi đó. Được chưa? Ok. Nhìn đẹp mà đôi bãi này nó cũng bị cắn ngập nhỉ? Có bãi không bị đâu. Gần nhà. Gần nhà với lại đây, bãi này chín vàng nhuộm này mới đẹp này. Chăm sóc được thì nó tốt. Nhà này mềm mềm đấy. Mềm mềm. Hết rồi anh nhỉ? Bắt đầu xuống dốc rồi. Xuống làng. Đi bạn là phải kiếm cái mũ này đội còn không nắng các bác. Vừa mượn được cái mũ. Không mà nó đen sạm hết luôn, cháy nắng luôn. Về học sinh không nhận ra. Trong
Trong bản lá anh vào bao giờ chưa? Anh ít khi vào lắm rồi. Nhưng vào nào chưa? Cuối năm mới vào lần. Cuối năm vào lần đó? Thôi có nhiều hộ không? Trong đấy thì nó cũng tầm gần chục hộ. Gần chục hộ à? Cứ chạy thẳng đường to vào à? Đấy là nó, bên đấy nó gọi là thuộc bản lá. Bản lá? Anh em trong đấy thì mình không biết đường thì mình phải hỏi anh em trong đấy là anh em người Mông mà nó ở bên khe nước đục là ở đâu là người ta mới chỉ ra. Khe nước đục là đúng ở chỗ nào mà? Khe nước đục mà nó chỉ mình lên là mình mới đi vào được cái khu làng mấy nhà Mông ở. Làng Hoang Sơ à? Là Hoang Sơ luôn á? Đi ở ngày xưa đấy á? Ai à? Có đúng người ở đấy à? Và video Hoàng Hiền cũng kết thúc cái video này đây nhá. Xin hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của Hoàng Hiền nhá. Thì cũng chấm hết luôn. Xin chào tất cả các bác.